Theo Interfax, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Iulia Sviridenko thông báo, Kiev sẽ nhận được 800 triệu đô la Mỹ từ Mỹ để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại trong cuộc xung đột với Nga. Bộ trưởng Sviridenko cũng cho biết về cuộc họp với Thứ trưởng Năng lượng Mỹ David Top trong chuyến thăm Mỹ và việc cung cấp cho Washington danh sách các thiết bị quan trọng mà phía Ukraine cần sửa chữa ngay. Theo ông Sviridenko, hơn 50% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột với Nga. Trong khi đó, tư lệnh lực lượng không quân Ukraine cho biết, Kiev đã chia sẻ với các đối tác Mỹ thông tin sơ bộ về vụ tai nạn máy bay F-16 đầu tiên ở nước này. Ukraine đã nhận 10 máy bay chiến đấu F-16 trong tổng số 79 chiếc mà phương Tây cam kết cung cấp cho Kiev. Dự kiến vào cuối năm nay, Ukraine sẽ nhận thêm 10 chiếc nữa, nâng tổng số máy bay F-16 do nước này sở hữu lên đến 20 chiếc.